vật lý là gì, có nghĩa là những cái OBJ, những cái món sản phẩm bán, những cái thiết bị như là TV, những cái location, coi như là cái hardware của công nghiệp. Còn về software thì chúng ta sẽ có Bango, sẽ có Zalo, sẽ có Chrome nếu mà chúng ta chạy trên web chẳng hạn. Rồi chúng ta có game thì chúng ta sẽ có những game cho một người chơi, cho một nhóm người chơi, cho quán nhậu một nhóm người chơi, rồi cho giống như lúc nãy chơi online thì rất là nhiều người chơi. Về data thì chúng ta phải nghĩ tới là chúng ta phải thu thập như thế nào, chúng ta phải follow up ra làm sao, chúng ta phải có kịch bản như thế nào, chúng ta phải tự động hóa ra làm sao, và chúng ta có rất nhiều cái cross promotion chẳng hạn. Nhưng mà tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có về top party integration, thì chúng ta phải có một cái hệ thống đủ strong và open để cho các bên có thể được tham gia vào từ cái chuyện là phát triển game, phát triển về bán hàng, quà tặng và tất cả những cái AC về idea, về marketing cũng sẽ được tham gia vào để họ có thể thực hiện những cái digital ad đúng mục tiêu hơn, nói câu chuyện đúng hơn với khách hàng tiềm năng, và có thể là sử dụng lại những cái app mà họ đã có rồi, push những cái notification mà đến những cái tập khách hàng phù hợp. Và cái cuối cùng là dĩ nhiên nó không thể thiếu được một cái hệ thống quản lý. Nó sẽ có những cái hệ thống quản lý, ví dụ chúng ta nói về Sapo đi, thì chúng ta phải có về PG app, chúng ta phải có những cái hệ thống của Cloud và những cái hệ thống của AC phải được integrate vào, để ví dụ chẳng hạn như Dashboard chẳng hạn. Thì đấy là một cái kiến trúc mà 7 tầng mà mình nói là về một cái system campaign thì nó cần có. Dạ, vậy cái system đó thì nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào mục tiêu kinh doanh của khách hàng, đúng không ạ? Với lại điều kiện của khách hàng, ví dụ như Happy Noodle vừa rồi thì mình lại có cái game night trực tuyến mỗi buổi tối thứ ba chẳng hạn. Thế nhưng mà nếu đối thủ cạnh tranh của Happy Noodle là Funny Noodle chẳng hạn, thì họ xây dựng một cái system đó, thì có lẽ rằng system nó sẽ hoàn toàn khác với system của Happy Noodle, mặc dù cả hai cũng là system campaign. Thì họ sẽ tốn tiền nhiều hơn, nhưng mà họ sẽ có cơ hội win nhiều hơn, họ có thể thay đổi nhiều hơn. Thay đổi những cái yếu tố. Có lẽ là cái system của Funny Noodle thì nó là system diễn ra trực tiếp tại siêu thị chẳng hạn, và họ được sản phẩm luôn tại siêu thị, không phải là tại nhà, ví dụ như vậy. Dạ, ok. Thế còn